Hello mọi người, mọi người khỏe không? Hôm nay để mình nói cho mọi người nghe nó có một cái diện đi Mỹ dễ hơn là cái diện các bạn leo rào. Leo rào nó mất nhiều tiền và nguy hiểm. Cái diện này á thì nếu như các bạn không thích đi diện du lịch hoặc là các bạn cảm thấy cái du lịch khó quá thì các bạn có thể đăng ký cái diện này. Cái diện này có nghĩa là cái diện du học ngành nghề ngành nghề là phi học thuật chứ không phải là học chính quy. Ngành nghề là phi học thuật. Ngành nghề có nghĩa là các bạn cái gì này các bạn xin qua Mỹ để mà học uh, sửa xe nè, học nail nè, học tóc nè, học uh, sửa máy tính nè, à, nói chung là ngành nghề nghề chứ không có phải là học chính quy, du học chính quy f một. Cái này là m một m một này á là chủ yếu cái trường bên này nó được chính phủ cho cái quyền là tuyển học viên sinh viên tại quốc tế là mình có nghĩa là tại Việt Nam mình đó thì nó uy tín nó cấp cho các bạn I20 để cho mà các bạn đi phỏng vấn, à, các bạn đậu để qua Mỹ để học cái trường bên này thì quan trọng là cái trường bên này phải uy tín và cái điều kiện thứ hai là các bạn phải đủ tài chính đủ tiền để mà các bạn qua đây các bạn học thì cái diện này á nó dễ hơn à, cái diện leo rào là tại vì cái diện này á, ít người biết người Việt Nam rất là ít biết và người Mỹ cũng thế người việt kiều á người ta cũng không biết đâu người ta tưởng đâu rằng là những cái người làm diện M1 này là là lừa đảo hay cái gì đó nó không phải cái diện M1 này á, là Mỹ nó cấp visa thị thực cho sinh viên nước ngoài quốc tế là Việt Nam mình đó được qua đây học làm nghề trong vòng một năm. Nhưng khi mà các bạn được cấp rồi á, các bạn qua bên Mỹ này rồi á, thì cái trường này, á, cái trường bên Mỹ này cũng có quyền nó xin cho các bạn ở hợp pháp đến 4 năm để mà đủ thời gian để mà các bạn học thêm nghề tại cái trường đó, tại cái trường ở bên Mỹ này. À, các bạn hiểu không? Thì á, các bạn ở Việt Nam á, các bạn chỉ cần chứng minh là các bạn có tài chính và các bạn yêu cái nghề này hoặc là các bạn đã từng làm cái nghề này mình ví dụ nghề nail đi thì các bạn phải ở Việt Nam các bạn uh, chứng minh các bạn giàu có đủ tài chính để các bạn qua Mỹ để nuôi bạn và gia đình bạn được sống một năm không cần phải đi làm thì các bạn và các bạn chứng minh rằng là các bạn yêu cái nghề nail hoặc là các bạn đã từng làm cái nghề nail thì các bạn sẽ được cấp có thể được cấp visa qua cái trường bên Mỹ này để học 1 năm cho đến 4 năm. À. Nhưng cái thị thực M1 này á nó không cho phép các bạn ở Mỹ làm việc và đổi diện qua du học à, chính quy, không được quyền đổi qua du học chính quy là du học F1 đó, thì các bạn không có được quyền đổi mà các bạn chỉ được học cái nghề đó thôi, còn có các bạn có thể chuyển diện khác được. À, MP3 được hả? À. Cho nên là 3 được sorry Thì cho nên rằng là các bạn Các bạn sẽ đi cái đường M1 du học ngành nghề trước đã Khi mà các bạn quyết định Các bạn leo rào Tại vì cái cái diện M1 này á, Hắn cho các bạn Đi với gia đình Là có nghĩa là vợ và con dưới 21 tuổi Được quyền đi theo Với cái thị thực là M2 <laughs> cho nên là các bạn cứ thử đi Thì thử đi rồi các bạn đi du học qua đây Rồi các bạn đổi diện hay các bạn làm gì thì tùy các bạn Nhưng mà cái diện M1 này cũng cho phép các bạn đi với gia đình là M2 luôn Con cái dưới 21 tuổi Thì các bạn qua bên Mỹ này thì các bạn uh, được cho con cái các bạn đi học Miễn phí cho tới phổ thông Thì khi các bạn qua đây rồi thì các bạn sẽ được ở hợp pháp 4 năm hoặc các bạn làm gì thì hay học hay không thì cái đó quyền các bạn cho nên rằng là các bạn nên thử cái diện này trước tại cái diện này rất ít người biết và cái cái visa được cấp nó rất là ít cho nên rằng là cái cơ hội để các bạn đậu cũng rất là cao thì cái diện này á nó không có mất nhiều tiền đâu hắn chỉ mất một số tiền để cái trường này nộp lên chính phủ và cái số tiền để cái trường này làm hồ sơ cho bạn và một số tiền để mà làm giấy tờ ở việt nam mà thôi nó không mắc có nhiều tiền cho nên rằng là các bạn làm thử đi à, thử đậu thì đi cả gia đình hoặc là đi một mình mình còn nếu không thì mình đi léo rao à, cái chuyện đó rất là bình thường phải không cho nên rằng là có cái diện này cái diện này nó cấp mỗi năm nó rất là ít cho nên cái cơ hội các bạn được qua bên mỹ cũng rất là cao ừ có nhiều người người ta tưởng rằng đó đây là một cái, cái 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 diện lừa đảo nhưng không thực tế là mỹ nó có cái diện này mọi người cái diện nó gọi là du học ngành nghề đó là M1 chứ không phải là F1 cho nên các bạn tìm nơi uy tín đặc biệt là cái nơi nào mà có cái trường ở bên mỹ này thật là uy tín thì cái khả năng của đậu của bạn rất là cao và các bạn chứng minh rằng là các bạn có tiền thật là nhiều để các bạn đủ nuôi bạn và gia đình bạn ở bên mỹ này sống thoải mái thì mỹ nó có thể nó cấp visa cho bạn đi à, trước khi mình lấy ra đúng chưa thì cho nên rằng là mọi người á, chơi là phải chấp nhận chơi là phải thử đã muốn là phải hành động chứ không có phải là sợ sệt này nọ nó không có mất nhiều tiền đâu cho nên nó là không có ai mà tất nhiên có người lừa đảo chứ nhưng mà có 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 nhiều cái trường hợp có nhiều cái 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 chỗ người ta không có lừa đảo đâu người ta không lấy tiền bạn nhiều đâu tại vì khi mà các bạn đậu rồi người ta mới lấy tiền nhiều có visa rồi người ta mới lấy tiền nhiều còn nếu chưa có visa thì người ta sẽ không lấy tiền các bạn nhiều đâu cho nên đừng có lo visa m 1 là có thiệt nên tập trung tìm hiểu kiến thức trước khi các bạn mở miệng nói cái gì đó hoặc là các bạn lêu rào nhé M1 có thể đi cùng gia đình vợ và con cái dưới 21 tuổi vợ và con cái đi theo cái diện gọi là M2 M1 nó khác F1 nhé chúc mọi người may mắn